chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của chúng mình là Mỹ Uyên. Đây chính là cách mà Ronaldo làm nên tuổi thơ của các fan bóng đá. Đúng 11 năm trước, Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng đẹp nhất cho Manchester United ở cúp C1, giúp Quỷ Đỏ thành Manchester lấy vé đi tiếp. Siêu phẩm từ khoảng cách gần 40m của Ronaldo còn đoạt danh hiệu bàn thắng đẹp nhất mùa của FIFA ngay trong năm đầu tiên giải thưởng Puskás được thành lập. Điều đáng nói, đây là pha làm bàn quyết định đưa MU vào bán kết Champions League năm 2009. Cùng xem lại Ronaldo làm nên tuổi thơ của các fan bóng đá Việt nhé! Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo! Năm 2005, Internet có gì về Cristiano Ronaldo? Phần lớn các trang báo trên khắp thế giới đưa tin thừa thớt về cầu thủ khi đó đang chơi cho Manchester United. Trên một diễn đàn bóng đá ở Pháp, những cổ động viên phân trần với nhau rằng đây không phải người ngoài hành tinh Ronaldo. Trên YouTube có vài đoạn clip được người dùng chia sẻ về các pha bóng kỹ thuật của cầu thủ sinh năm 1985. Và 15 năm sau những ngày tháng sống động đó của tuổi 20, Cristiano Ronaldo giờ tròn 35 tuổi và đang sở hữu bộ nhận diện rất khác. Không ai còn nhầm lẫn anh với người ngoài hành tinh Ronaldo. Thậm chí, những lớp cổ động viên trẻ tuổi ngày nay còn phải đi tìm hiểu về một cầu thủ người Brazil có tên trùng với siêu sao người Bồ Đào Nha. Hôm nay, hãy để chúng tôi đưa đến cho các bạn video về những khoảnh khắc đã khiến cái tên Ronaldo trở thành tuổi thơ của những fan hâm mộ bóng đá nhé. Ronaldo sinh ngày 5 tháng 2 năm 1985 tại Santo Antonio, Bồ Đào Nha. Anh là con út trong một gia đình nghèo, có một anh trai và hai chị gái. Tên của CR7 được cha đặt theo tên của Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, người mà ông vô cùng hâm mộ. Ngay từ bé, siêu sao người Bồ đã bộc lộ sở trường đá bóng và bố mẹ nhận ra rằng chơi thể thao chính là cơ hội duy nhất để anh tỏa sáng. Và với việc gia nhập câu lạc bộ MU, cái tên Ronaldo chính thức được giới mộ điệu biết tới nhiều nhất. Đức tính đáng quý nhất, hay nói chính xác là chìa khóa giúp Ronaldo gặt hái được thành công là anh không bao giờ bỏ cuộc. Tiền đạo người Bồ Đào Nha luôn biết biến thất bại thành động lực để phấn đấu. Trên con đường đưa mình vào ngôi đền của những huyền thoại, Ronaldo đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để có được những kỷ lục, những danh hiệu cao quý và 5 quả bóng vàng thế giới. Ronaldo đã phải trau dồi kỹ năng cũng như kỹ thuật mà giờ đây nó đã gắn liền với thương hiệu của anh. Khi còn là cầu thủ khoác áo MU, Ronaldo đã cho thấy mình là một tiền vệ tuyệt vời với những kỹ năng đi bóng, rê dắt tuyệt đỉnh, luôn khiến cho hàng hậu vệ của đối phương nằm trong tư thế nơm nớp, lo sợ khi đối diện với CR7. Đó là ngày 1 tháng 11 năm 2003, trong khuôn khổ vòng 11 Premier League mùa giải 2003-2004, Ronaldo có lần đầu tiên nổ súng cho MU khi Quỷ Đỏ tiếp Bournemouth ở sân Old Trafford bằng cú sút phạt hiểm hóc. Như mọi lần, Ronaldo là người đứng trước chấm đá phạt. Anh đã vẽ lên đường cong hoàn hảo về góc chữ A khung thành, khiến thủ thành David James chỉ biết đứng nhìn. Phút xuất thần của Ronaldo đã giúp Man United đánh bại Bournemouth 2-0. Từ đó, Man United đoạt lại ngôi đầu bảng từ tay Chelsea sau vòng 24. Cuối mùa, Quỷ Đỏ lên ngôi vô địch ngoại hạng Anh. Trong suốt 6 năm kể từ khi cầu thủ người Bồ Đào Nha chuyển tới Old Trafford, anh đã lập vô số những kỷ lục tại nơi này. Ngôi sao sinh năm 1985 luôn hoạt động hết công suất vào mỗi trận đấu khi anh ra sân. Không chỉ khéo léo trong khâu đi bóng, CR7 còn cho thấy khả năng phản xạ đầy tuyệt vời khi anh luôn né tránh các tình huống xoạc bóng đầy ác ý của các đối thủ một cách đầy tài tình. Do you see the spark? Do you feel the fire?
vào mùa hè năm 2009 sau khi giành được một chức vô địch UEFA Champions League và ba danh hiệu Premier League cùng Manchester United, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã cập bến Real Madrid. Trong màu áo của kèn trắng, Ronaldo tiếp tục làm fan hâm mộ của bóng đá không khỏi bấn loạn với những màn trình diễn tuyệt vời của mình. Ronaldo như đang đùa giỡn với trái bóng. Anh không chỉ khiến khán giả mãn nhãn với những kỹ thuật tân bóng điều nghệ mà siêu sao người Bồ còn khiến đối thủ của mình phát bực với màn đi bóng như đang chơi, khiến cầu thủ số 7 và 30 của Porto phải lao vào chơi xấu cản phá pha đi bóng đầy ngứa mắt của CR7. Bứt tốc bên cánh phải bằng kỹ năng rê dắt và xử lý bóng một cách tuyệt vời, CR7 đã nhanh chóng vượt qua được hai hậu vệ của Atletic để tạo đường truyền kiến tạo vào bên trong cho đồng đội, ghi bàn nâng tỷ số cho Real. Nhìn cái cách có tận 4 cầu thủ áo vàng chạy theo bám sát, thậm chí là hành động lỡ trớn vấp té của cầu thủ số 19 cũng đủ hiểu việc kèm cặp siêu sao người Bồ luôn là việc khó nhằn đối với các hậu vệ đối phương. Chặn đứng pha chuyền bóng cho đồng đội của Messi, Ronaldo thể hiện kỹ năng kiểm soát bóng cực tốt khi anh có pha bứt tốc đầy táo bạo vượt qua hàng thủ của Barca và thâm nhập vào vùng cấm địa của đối phương. Cũng dễ hiểu khi cầu thủ số 21 bên phía đội bóng công thành phố phải dùng cách chơi xấu để có thể ngăn chặn được sự nguy hiểm của Ronaldo trước khung thành đội mình, bởi ngăn cản CR7 là một điều cực kỳ khó khăn. Không chỉ giỏi trong những kỹ thuật đã tạo nên thương hiệu của mình, Ronaldo còn thành thục kỹ năng xoay comba huyền thoại của Zidane cực kỳ điêu luyện, khiến anh chàng số 10 không kịp trở tay. Không chỉ một, Ronaldo liên tiếp vượt qua hai lần trong tình huống soạt bóng chơi xấu của các cầu thủ áo vàng. Nhìn cách anh xử lý thoăn thoắt trên sân cũng đủ thấy được khả năng nắm bắt tình huống của Ronaldo giỏi như thế nào. Và giờ đây, khi đang chơi trong màu áo của Juventus, Cristiano Ronaldo một lần nữa khiến các cổ động viên phải trầm trồ với pha đi bóng vượt qua 4 cầu thủ của AS Roma trước khi chuyền bóng cho Paulo Dybala dứt điểm. Không may cho Ronaldo, Dybala đã không thể chuyển hóa cơ hội trên thành bàn thắng. Nếu không, đó sẽ là một trong những pha kiến tạo ấn tượng nhất trong sự nghiệp của CR7. Vậy bạn nghĩ sao về siêu sao hàng đầu của làng bóng đá thế giới này? Và hãy nói cho tôi biết, Ronaldo có phải là tuổi thơ của bạn không nhé? Còn tôi thì dĩ nhiên rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! Just
I'll take you, 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 I'll take you,